Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thật là tuyệt vời vì hội thánh nhóm lại lễ 1, lễ 2, thanh niên buổi tối chỉ là phần nổi của tảng băng. Bên dưới có vô số những hoạt động khác nhau. Và như trong những tuần qua chúng ta vừa nghe, tôi ao ước là sẽ có nhiều người tình nguyện nói rằng tôi muốn thuộc về một nhóm tế bào, tôi muốn góp phần để có thể kết nối trong một nhóm tế bào. Thật ra là một hội thánh ở tại Singapore mà chúng tôi được biết, từ 30 năm qua họ tăng trưởng rất nhiều, từ chỗ chỉ có mấy gia đình thôi, ngày hôm nay là 17.000 tín hữu. Và chúng ta biết là họ mỗi một tín hữu không đến rồi về, nhưng mà thuộc về một nhóm tế bào. Bởi vì ở giữa đám đông, chúng ta không thể nào trải lòng mình ra được. Mình sẽ sợ người khác nghĩ gì về mình nếu mình nói sự thật. Nhưng mà ở trong một nhóm nhỏ thì chúng ta có thể thân thiết với nhau. Khi đã tin cậy nhau rồi, có thể chia sẻ những yếu đuối của nhau để người khác cầu nguyện. Có thể chia sẻ những bài học để người khác cũng được học tập. Cho nên tôi ao ước là mỗi một tín hữu trong hội thánh sẽ thuộc về một tập thể nhỏ, về một nhóm tế bào. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chúng ta được thờ phượng Chúa. Và tôi rất xúc động mỗi khi nhìn thấy ban múa hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Lòng của chúng ta được khích lệ, chúng ta được nâng lên trong sự thờ phượng Chúa. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với lời của Chúa. Đề tài như tôi đã đưa lên trên, hội thánh cũng đã đưa lên trên cái trang Facebook của hội thánh. Chúng ta nếu ai chưa có địa chỉ của trang Facebook của hội thánh thì là ở ngay cái bảng ở đằng trước đó, chúng ta có thể quét mã và kết nối với hội thánh, bởi vì sẽ có những thông tin, sẽ có những lời chứng, sẽ có những phần live stream của những buổi nhóm thờ phượng để chúng ta có thể nghe lại. Và xin hãy kết nối. Như chúng tôi đã đưa lên đề tài của ngày hôm nay, đó là đừng như Ê-sau. Chúng ta có sẵn sàng để đến với lời của Chúa chưa? Vâng, bây giờ trước hết xin có một câu đố để hỏi tất cả quý vị và các bạn. Có ai thấy bức hình này quen không? Vâng, các bạn trẻ rất thích đúng không? Dạ, và tôi thấy là nhất là các bạn trẻ cũng thường bắt chước cái cách này để chụp hình. Cool ha? Vâng, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta biết là nhìn vào đây thì chúng ta nghĩ đến điều gì không? Nhắc cho chúng ta một sự kiện, đó là sự kiện của chiếc tàu Titanic. 110 năm đã trôi qua bởi vì chiếc tàu này đã bị chìm vào ngày 10 tháng 4 năm 1912. 1.500 người đã chết, chỉ có 300 xác chết được tìm được, tìm thấy, còn lại nằm sâu ở dưới Đại Tây Dương. Tôi cũng đã từng xem qua một vài lần cái cuộn phim này và rất là xúc động. Xúc động giây phút chia tay nhau, xúc động giây phút mà không thể bám vào cái chiếc thuyền cứu sinh được nữa bởi vì quá lạnh. Chúng ta thử tưởng tượng là ở tại Âu Châu, đặc biệt là vùng biển của Đại Tây Dương, vào trời lạnh. Chúng ta đi tắm biển ở đây đó thì Thái Bình Dương, ở vùng Mũi Né, ở vùng Phan Thiết, và hy vọng là tất cả chúng ta đều đăng ký để tham dự kỳ trại vào 2 tuần tới. Tắm biển, nếu hỏi là biển có lạnh không thì nhiều người cũng hơi ngại. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng là buộc phải rơi xuống đó, lạnh cống, không còn đủ sức để bám vào chiếc tàu nữa, và đành phải thả ra, đành phải nhìn người thân của mình chìm dần xuống dưới dòng nước. Từ giã 1.500 hành khách,
Ngày hôm nay mỗi lần nhắc lại sự kiện này thì chúng ta thường kèm theo đó là coi thường lời cảnh báo. Và một trong những câu nói đáng nhớ của vị thuyền trưởng của chiếc tàu này, ông đã từng nói rằng chiếc tàu rất rất hoàn hảo, ngay cả Chúa cũng không thể đánh chìm nó được. Hãy nhớ, đừng bao giờ lấy danh Chúa làm chơi. Ở mức độ nhẹ hơn thì chúng ta thấy rất nhiều người phổ biến nói, trời ơi, Thi Thiên nói rằng tôi không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Ngay cả tên của những thần tượng ngoại giáo, chúng ta cũng không nên mở miệng mình ra để nói. Và chúng ta không được lấy danh Chúa mà làm chơi. Và chúng ta nhớ là sự kiện này nhắc cho chúng ta một điều, đó là ngay cả vị thuyền trưởng cũng nói rằng Chúa cũng không thể đánh chìm được nó. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Tôi không bao giờ quên bạn Thiên Ân trong một chuyến đi với chúng tôi đã nói về ngày xưa gia đình nhóm tế bào ở tại Cát Lái. Thì là lúc bấy giờ đó cô Mười Đường thuê nhà ở tại đó, có cô Đông nữa. Nhóm tế bào vui lắm, mỗi lần nhóm lại như vậy hát thờ phượng Chúa. Và gần đó thì có một ông hàng xóm rất là khó chịu. Một buổi kia thì ông bước qua, ông hỏi là Đức Chúa Trời là thằng nào. Tôi nghe câu đó rất là sợ. Nhưng mà Thiên Ân nói tiếp, vài ngày sau thôi thì ông bị xe container cán ngang qua người và không còn sống nữa. Chúng ta để ý đi, hình ảnh này buổi sáng hôm nay chúng ta nhìn thấy rất vui, nhưng mà nhắc cho chúng ta một điều vô cùng quan trọng. Đây là sự kiện mới vừa xảy ra, chỉ có vài ngày thôi, cũng có liên quan đến chiếc tàu Titanic. Đó là một cái chiếc tàu ngầm có tên là Titan, chở 5 tỷ phú, 5 đại gia, rất thành công, rất giỏi. Và trong khi thám hiểm để xem, để tham quan, để nhìn cái di tích của chiếc tàu Titanic ở dưới biển sâu, thì là biến mất. Sau đó thì người ta khám phá ra rằng, ở dưới áp lực nước 4.000 mét không thể chịu nổi nữa, và chiếc tàu đã bị nổ tung. Nghe nói đến nổ thì chúng ta nghĩ rằng nó bục ra, nhưng mà nổ ở đây có nghĩa là sức nước ép lại dẹp lép. Và người ta nói rằng chỉ trong vòng 1/20 giây, cho nên chắc chắn là những người này không cảm nhận được điều gì, bởi vì cái chết đến quá nhanh. Đã bị ép lại, tất cả các thiết bị con người đều bị nổ tung theo cách đó. Chắc là cần phải thay cái này rồi. Và chúng ta thấy có một tựa đề của một bài ở trong báo Tuổi Trẻ nói rằng tàu lặn Titan nổ tung dưới nước, thảm họa được báo trước nhưng bị phớt lờ. Thật ra là có nhiều bài viết nói về điều này. Những người có thẩm quyền, người ta rất quan ngại khi nói đến chiếc tàu này từ trước rồi. Tuy nhiên, có người nói rằng không có thuộc trách nhiệm của họ. Và đây là một cái lĩnh vực ít ai quản lý cho chặt chẽ. Cho nên có nhiều người đã từng quan ngại và nói lên cái quan ngại của mình. Nhưng mà chắc chắn một điều là năm vị này có biết không? Tôi tin là biết. Công ty thực hiện chuyến đi này có biết không? Và chúng ta biết là mỗi một người muốn đăng ký trong cái chuyến tham quan đó thì một vé là 250.000 đô la. Không có ít đâu. Vậy mà đây là một cái thảm kịch vô cùng đau buồn xảy ra ngay trong một vài ngày qua thôi. Và một lần nữa chúng ta được nhắc nhở đó là đừng phớt lờ những lời cảnh báo. Đây là điều mà chúng ta cùng học với nhau buổi sáng hôm nay. Lôi nó ra, cắm nó lại thử xem nó có tiếp xúc tốt hay không. Tiên tri A-mốt đoạn 3 câu 7 có nói như thế này: Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Sáng hôm nay thì tôi muốn mời hội thánh chúng ta học một sách có tên là sách Áp-bia.
Có ai đã từng nghe đến tên này chưa? Có ai đã từng đọc đến sách này rồi? Tôi bảo đảm là những người tin Chúa chừng 10 năm trở lại đây đó, chưa bao giờ đọc qua và không hề biết sách này nằm ở đâu, đúng không? Thật ra là tôi là con mục sư lớn lên ở trong hội thánh, nhưng mà đây là một cái sách khá khó nhai, nó chán lắm. Dù là chỉ có 27 câu thôi, rất ngắn, chỉ có một đoạn 27 câu, sách Abdia. Và người ta nói rằng tiên tri Abdia là một trong những tiểu tiên tri, bởi vì trong kinh thánh của chúng ta đó có những sách lịch sử, rồi sách luật pháp, sách tiên tri. Sách tiên tri thì được phân ra sách đại tiên tri và tiểu tiên tri. Đại tiên tri là viết rất dài, giống như là Esai, Jeremy, Daniel, Ezechiel chẳng hạn. Tiểu tiên tri, thí dụ như Abdia được gọi là tiểu tiên tri bởi vì chỉ có một đoạn mà thôi. Và một số sách khác như là Amos chỉ có 5-6 đoạn, một số sách khác rất ngắn. Gần đây thì tôi được nghe một ý rất hay từ một vị giáo sư, đó là ông nói rằng tiểu tiên tri bởi vì một trong những yếu tố đó là những vị tiên tri đó nói về những sự kiện xảy ra trong thời gian gần. Còn đại tiên tri là vừa viết dài nhưng mà cũng nói những sự kiện xảy ra xa hơn trong tương lai. Sáng hôm nay tôi muốn chúng ta đối diện với sách này. Quý vị có sẵn sàng không? Nếu chúng ta mở được sách này ra, nếu quý vị có kinh thánh thì chúng ta sẽ thấy rất là thú vị. Ở đây tôi xin đọc cho chúng ta nghe một vài điều để chúng ta cùng học lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Abdia, sự hiện thấy của Abdia. Chúa Giê-hô-va phán về Edom như vậy: chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân này đặng đánh trận với nó. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: ai có thể xô ta xuống đất? Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Tiên tri Abdia được Chúa dùng để nói lời tiên tri nghịch lại một dân tộc có tên là dân Edom. Và trong câu kinh thánh này, chúng ta thấy vì lý do nào mà Đức Chúa Trời chống nghịch dân này. Chúng ta biết là đây là di tích của một thành phố của người Edom có tên là thành Petra. Tôi chưa có dịp đến đây, hy vọng là vài chuyến tới thì hy vọng tôi sẽ được đến đây. Và chúng ta thấy là nó là những núi đá sừng sững. Người ta đã đục sâu bên núi này, bên trong vách núi, những cái ngôi nhà, những ngôi đền. Và người ta nói rằng có hàng ngàn ngôi đền như vậy ở trong cái vùng đất này. Và chúng ta biết là không cần phải có cột gì cả chống đỡ, bởi vì nó vốn là những tảng đá sừng sững và chỉ việc khoét vào đó thôi, không cần cột chống đỡ. Đây là những thành phố của dân Edom ở, và vào thời của tiên tri Abdia thì những thành phố này là như vậy. Họ ở trong những nơi đó, cho nên họ nghĩ rằng không có dân tộc nào đụng đến mình được. Họ ở nơi rất là kiên cố, không ai có thể đụng đến mình được. Chúng ta thấy đó, vào nơi này có nhiều khi phải đi qua những cái khe đá hẹp như vậy mới vào bên trong. Và đây là một vài hình ảnh về thành phố mà dân Edom ở. Ngày hôm nay nó còn cái di tích có tên là Petra. Petra. Con có thể nếu thấy một sự đưa lên con nhấn dùng. À, tại vì cái này nó không hoạt động tốt. Chúng ta hãy trở lại ở đây. Lời của Chúa nói gì? Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vần đá, trong nơi cao. Ngươi nói trong lòng mình rằng ai sẽ có thể xô ta xuống đất? Tiên tri Abdia đã viết sách Abdia vào khoảng 845 năm trước Công Nguyên. Có nghĩa là cách xa cái thảm kịch của tàu Titanic nhiều ngàn năm. Cách xa cái thảm kịch của tàu lặn Titan nhiều ngàn năm. Nhưng mà chúng ta thấy có một cái điểm chung gì không? Người Edom, người ta vì cớ ở trong một cái địa thế vô cùng đặc biệt, được
được Chúa ban cho một nơi hiểm trở đến nỗi kẻ thù không thể xâm lấn được. Bởi vì người ta ở trên cao, ở những cái thành ở trên cao như vậy, kẻ thù đến xung quanh quan sát được ngay và tiêu diệt từ xa, không cho nó đến gần thành mình đâu. Và vì như vậy cho nên người Edom đã nói rằng không ai có thể đụng đến ta được. Đây là ý tưởng mà con người đã từng trải qua. Trong thời của Ba Bên, Sáng Thế Ký ghi lại, người ta nói rằng, chúng ta hãy hợp tác với nhau để xây lên một cái tháp cao đến tận trời, để nếu mà Đức Chúa Trời có cho nước lụt xuống, thì chúng ta sẽ không bị chết. Tất cả nói lên điều gì? Con người nghĩ rằng, mình có thể làm được. Mình có thể đối chọi lại với đấng tạo hóa tối cao. Và như lời nói của vị thuyền trưởng của tàu Titanic, ngay cả Chúa cũng không thể đánh chìm nó được. Lời tiên tri này nghịch lại với Edom, bởi vì ngươi đã nghĩ trong lòng rằng chưa cần nói ra đâu. Ngươi nghĩ trong lòng rằng ai có thể xô ta xuống được, nhưng mà Chúa nói gì? Đừng tưởng, hãy bình tâm. Hãy nhớ rằng dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó. Có lẽ ngày hôm nay giữa vòng chúng ta, quý vị là những người nghe lời của Chúa sáng hôm nay, quý vị là những người nghe qua mạng lưới Internet, chắc chắn không ai trong chúng ta kiêu ngạo ở cái mức này đâu, phải không? Nhưng mà hãy coi chừng, nhiều khi trong sâu thẳm trong tấm lòng của chúng ta nghĩ rằng, ồ, tôi có nhiều tài khéo hơn, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi giàu có hơn, tôi giỏi hơn người khác, vân vân và vân vân, ở một mức độ nào đó. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì Chúa có một lời cảnh báo cho chúng ta. Đó là, hãy cẩn thận. Con cháu của Ê-sau là dân tộc Ê-đôm đã từng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà rồi, Chúa, Ngài nói rằng, không, không phải như ngươi tưởng đâu. Thuyền trưởng của chiếc tàu Titanic đã từng nghĩ như vậy đó. Chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, chưa đi đến đâu cả, chiếc tàu đã chìm. Và ngày hôm nay, di tích, sự kiện vẫn còn để đó. Và khi chúng ta suy nghĩ về những điều đó, khi chúng ta đọc những tin tức đó, dường như Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta một điều gì? Chúa muốn nói rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Ở trong Phi-e-rơ thì nói rằng, cũng lặp lại y như vậy. Gia-cơ là một tác giả khác, cũng nói cùng ý đó. Phi-e-rơ là một tác giả khác, cũng nói cùng một ý đó. Chúng ta chắc chắn một điều là, mình không bao giờ nói, tôi không cần Đức Chúa Trời. Nhưng mà xin hỏi, là ai trong chúng ta là người trung tín, cầu nguyện và có thì giờ với Chúa mỗi ngày? Tôi tin rằng đây là một cái lĩnh vực nếu nói thật thì chúng ta phải chiến đấu lắm, đúng không? Nhiều khi đó, sự thăm viếng của Chúa đến, chúng ta dự định rồi, trong tuần này mình phải bắt đầu lại, nhưng mà rồi ngay buổi sáng thứ hai thức dậy, có cái gì đó lôi kéo và chúng ta thấy nhiều khi mình bỏ qua thì giờ cầu nguyện. Chúng ta không có đến nỗi nói như người Ê-đôm, tôi không cần đến Đức Chúa Trời, ai có thể xô ta xuống được. Chúng ta không đến nỗi suy nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không hạ lòng mình xuống để mỗi ngày đến với Chúa nói rằng, Chúa ơi, xin giúp con trong ngày hôm nay. Con thừa nhận rằng, Chúa, một ngày của con sẽ bị tiêu phí, ma quỷ là kẻ trộm sẽ đến cướp giết và hủy diệt. Có thể lẽ ra con dự định một ngày hôm nay con sẽ làm một điều gì đó thật ý nghĩa, thật ích lợi, có một mục tiêu rồi, nhưng mà thực chất con đã không làm được. Và chúng ta ở trong một chừng mực nào đó, ở trong một khía cạnh nào đó, chúng ta đã quên mất rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Có biết bao nhiêu người không biết Chúa, họ nghĩ rằng, ôi, tôi không bao giờ yếu đuối như những người phụ nữ cầu nguyện. Chuyện mình thì mình lo đi, chuyện mình thì mình giải quyết, tại sao lại cầu nguyện? Chúa muốn nói rằng, con ơi, dầu cho con lên cao như chim ưng,
Dầu cho con lót ổ giữa các ngôi sao, nếu không có sự vùa giúp của ta, nếu ta không ở cùng, nếu ta không ban ơn, con chẳng bao giờ có được một thành công nào. Lời tiên tri mà Đức Chúa Trời dùng, tiên tri Abdia, để viết ra trong 27 câu, không có nói nhiều về Israel mà chỉ nhắm đến Edom. Và đây là một lời cảnh báo dành cho tất cả chúng ta. Hãy tự nhủ ngay bây giờ và nói rằng, lạy Chúa, nếu có lúc nào đó, cái sự tự mãn, sự kiêu ngạo, không nhờ cậy Chúa dấy lên trong con, thì xin Thánh Linh của Ngài nhắc nhở, để con luôn nhớ rằng, con cần Chúa cho cuộc đời của mình. Điều thứ hai mà chúng ta có thể học thấy ở trong sách Abdia, quý vị có thể xem câu thứ 10 của Abdia, nói lên lý do mà Chúa nghịch lại với dân Edom. Lý do thứ hai, ấy là vì cớ sự hung bạo của ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp. Chúng ta biết là người Edom là dân tộc con cháu hậu duệ của Ê-sau, và Ê-sau là anh của Gia-cốp. Gia-cốp về sau thì sinh ra 12 người con, và 12 người con đó chính là 12 chi phái của Israel. Cho nên hậu duệ của Gia-cốp là dân Israel, hậu duệ của Ê-sau là người Ê-đôm. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời chống nghịch với dân Ê-đôm vì lý do thứ hai được bày tỏ rất rõ ràng. Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp, mà ngươi sẽ mang hổ nhục đó và bị diệt đời đời. Nếu chúng ta biết cái câu chuyện của Ê-sau và Gia-cốp thì chúng ta sẽ thấy là ngay trong sáng thế ký, khi mà Ê-sau biết mình là con trưởng nam nhưng mà không còn được cha chúc phước nữa, bởi vì Ê-sau đã bán quyền trưởng nam cho em của mình là Gia-cốp, thì Ê-sau tìm mưu để giết Gia-cốp. Quý vị có thể chụp lại màn hình và về đọc lại Kinh Thánh. Sáng thế ký đoạn 27 câu 41 nói rất rõ, Ê-sau tìm cách giết Gia-cốp. May là mẹ của Ê-sau là bà Rebecca, bà biết ý định đó, cho nên bà đẩy Gia-cốp đi, con đi trốn đi, anh con đang tìm mưu để giết con đó, và Gia-cốp đã đi trốn. Chưa hết, sáng thế ký đoạn 32, sau nhiều năm Gia-cốp đã đi xa xứ rồi, bây giờ lại lục đục với ông cậu của mình là La-ban, thì Gia-cốp trở về quê hương. Ê-sau nghe tin như vậy, thì Kinh Thánh ghi lại là Ê-sau đã triệu tập 400 gia nhân để đón đường Gia-cốp để trả thù. Người ta nói rằng có một câu gì đó tôi không thích lắm, nhưng mà tôi cũng lặp lại ở đây là quân tử 3 năm gì đó trả thù cũng không muộn. 10 năm hả? 10 năm trả thù cũng không muộn. Và rõ ràng là ông Ê-sau là như vậy đó. Bởi vì Gia-cốp đã bỏ đi 7 năm, lẽ ra là cưới được người vợ, nhưng mà bị lừa cho nên phải ở thêm 7 năm nữa, ít nhất là 14 năm bây giờ trở về. Nhưng mà Gia-cốp, Ê-sau vẫn không quên cái mối thù đó và triệu tập 400 gia nhân để đón đường. May là có sự can thiệp của Chúa. Và chúng ta đọc thấy rất ý nghĩa, bởi vì lúc bây giờ Gia-cốp đã cầu nguyện khẩn thiết, vật lộn với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã đổi tên Gia-cốp thành Israel. Và sau đó thì Ngài chứng tỏ rằng Ngài làm cho lòng của Ê-sau nguôi cơn giận, tiếp đón anh thay vì giết. Nhưng mà chưa hết, chúng ta đọc tiếp ở trong lịch sử thì chúng ta sẽ thấy là dân Xuất Ký đoạn 20 câu 14 đến 21, thì khi dân Israel đi ngang qua đồng vắng thì lẽ ra là con đường ngắn nhất là đi ngang qua xứ của dân Ê-đôm. Cho nên lúc bây giờ thì Môi-se nghĩ rằng Ê-đôm là anh của Israel, cho nên sai sứ giả vào trong xứ của Ê-đôm để nói rằng xin cho phép tôi đi ngang qua đất của ông, chúng tôi sẽ không làm thiệt hại bất kỳ điều gì, sẽ không xin nước của các ông, sẽ không xin lương thực của các ông, chỉ xin cho chúng tôi đi ngang qua vùng đất của ông thôi. Vậy mà ông anh này đã đối xử như thế nào? Chúng ta đọc lại Kinh Thánh sẽ biết. Ông anh là Ê-sau nói rằng không, nếu chúng bay đi ngang qua nơi này chắc chắn là sẽ bị giết.
Thế là Môi-se phải dẫn dân sự đi một đường vòng rất xa thay vì đi ngang qua vùng đất của Ê-đôm. Chưa hết, chúng ta có nhớ là khi Chúa Giê-xu sinh ra ở tại Bethlehem thì những bác sĩ đã đến và hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu. Lúc bấy giờ hãy nhớ rằng người Ê-đôm đã bị đánh bại, phải dời cái vùng Petra để đi đến một nơi khác rồi. Và người ta gọi người Ê-đôm sau này trong thời của Chúa Giê-xu gọi là người Idume. Thì Herod là vị vua lúc bấy giờ được La Mã cất nhắc lên, và chúng ta biết là La Mã cũng rất là tinh ranh. La Mã biết rõ rằng người Idume có mối thù với người Israel, cho nên mới lập Herod là một vị vua thuộc dân Ê-đôm lên làm vua cai trị. Và đúng là La Mã rất thành công. Cho nên bây giờ khi Herod nghe nói rằng có một vị vua mới sanh ra, không biết vị vua đó tại đâu, trong khi ta là vua, Herod bèn tìm cách giết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống. Rồi chúng ta thấy một điều nữa, đó là sau đó khi Herod qua đời, thì Đức Chúa Trời phán với Mary và Joseph hãy đem con trẻ về. Và Herod con lên ngôi, thì Herod cũng đã có cái mối thù thâm căn cố đế từ nhiều thế hệ trước. Cho nên bây giờ khi con gái của vợ Herod xin cái đầu của Giăng Báp-tít, thì vua Herod đã chấp thuận ngay. Khi chúng ta nhìn lướt qua một vài cái sự kiện mà tôi vừa kể, thì chúng ta sẽ hiểu Áp-đia câu 10 nói gì. Chúa hình phạt dân Ê-đôm vì cớ không có tình yêu thương anh em. Anh em ruột, cùng một cha, cùng một mẹ, nhưng mà không hề có tình yêu thương nhau. Không hề có tình yêu thương nhau. Vì vậy Chúa nói rằng, vì ngươi thiếu tình yêu thương anh em, cho nên ngươi sẽ bị mang hổ nhục và sẽ bị tiêu diệt đời đời. Buổi sáng hôm nay, khi chúng ta đối diện với lời này ở trong Áp-đia, thì Chúa cũng muốn nhắc chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta là Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo. Nhóm ở tại đây, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo, ngoài cái điểm Văn Thánh Bắc, chúng ta có 30+ địa điểm ở trong thành phố này. Chúng ta có trên dưới 200 địa điểm ở trong 37 tỉnh. Nhưng mà thật ra số đó rất nhỏ. Nhưng mà hãy nhớ rằng Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo là một phần ở trong rất nhiều hệ phái tin lành ở trên đất nước này. Cảm ơn Chúa, ai đã dự chương trình Xuân Yêu Thương vừa rồi thì chúng ta thấy đó là sự hợp tác của nhiều giáo phái khác nhau. Chúa cũng sẽ rất đau buồn nếu chúng ta là những anh em con cùng một cha, là những người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu mà mình thiếu tình yêu thương lẫn nhau, đố kỵ nhau, ghen ghét nhau. Bằng chứng mà Chúa Ngài hủy diệt dân Ê-đôm là như vậy đó. Tôi khích lệ quý ông bạn chị em, dù chúng ta quen thuộc với nơi này, nhưng hãy nhớ rằng gia đình của chúng ta còn rất nhiều người khác biệt với mình. Hãy mở lòng ra. Đừng bao giờ nói xấu. Đừng bao giờ nói rằng mình tốt hơn. Nếu không chúng ta lại vi phạm cái điều đầu tiên hồi nãy của sách Áp-đia đó. Hãy nhớ rằng ta còn có nhiều chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Bởi vì điều Chúa muốn chúng ta đó là tình yêu thương anh em. Chúng ta có nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 đó, thì Chúa nói gì? Các ngươi thấy ta đói mà không cho ăn, thấy ta khát mà không cho uống, thấy ta trần truồng mà không mặc cho. Thì các môn đồ nói rằng, Chúa ơi, có bao giờ con thấy Chúa như vậy đâu? Thì Chúa nói rằng, nếu các ngươi làm điều đó cho một anh em, có nghĩa là làm cho ta. Rồi chúng ta nhớ một lần khác, khi Sao-lơ đi đến Đa-mách để tìm bắt bớ đạo của Chúa, trên đường đi thì Chúa Giê-xu hiện ra với Sao-lơ và nói rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông Sao-lơ là Phao-lô lúc bây giờ rất ngạc nhiên mà nói rằng, Chúa ơi, con đâu có bắt bớ Chúa đâu. Và Chúa Giê-xu đã nói rằng, các ngươi làm điều đó với anh em ta là đã làm cho ta đó.
Và chúng ta hãy nhớ một câu ở trong Sa-ta-ri đoạn 2 câu 8 thì Chúa nói thế này: vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. Cái tên của hội thánh chúng ta, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo. Tôi đã từng đổ nước mắt rất nhiều. Tôi đã từng kiêng ăn cầu nguyện hơn 40 ngày trong 2 kỳ. Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh, cầu nguyện cho hội thánh có thể hợp tác lại với nhau. Bởi vì lời của Chúa, Ngài sẽ hình phạt nếu chúng ta hung bạo đối với anh em mình. Và đây là bằng chứng rất rõ ràng. Ê-đôm đã bị diệt mất vì cớ họ đã hung bạo với anh em mình. Và chúng ta thấy hậu quả là gì? Nhà Ê-sau sẽ là đống rơm mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn sót chi hết vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Bây giờ quý vị tìm trên bản đồ đi. Thử xem có dân tộc nào ngày hôm nay còn lại là dân Ê-đôm không? Thật ra là sau khi người La Mã thống trị, người Ê-đôm đã bị tiêu diệt và không còn thấy trên bản đồ thế giới nữa. Cảm ơn Chúa, sách Giô-ên nói rằng Ê-đôm thành ra đồng vắng, nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời này qua đời khác. Kinh Thánh không có nói đùa. Kinh Thánh không phải là một cái câu chuyện lỗi thời đâu. Kinh Thánh dầu là một sách chúng ta chưa bao giờ đọc, nhưng mà điều mà Chúa nói trở thành sự thật. Dân Israel sau 2000 năm bị tan lạc, không có xứ sở, 1948 họ đã trở về, họ đã thành lập quốc gia Do Thái và dân tộc Do Thái ngày hôm nay tồn tại trên vùng đất Palestine. Nhưng mà người Ê-đôm, dân Ê-đôm đã bị tiêu diệt và không còn ai nhớ đến nó nữa. Buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ chúng ta học một sách trong Kinh Thánh rất xa lạ. Học về một dân tộc không có liên quan gì đến Việt Nam cả. Tôi nhớ là khi tôi làm những cái video đưa lên Facebook nói về Jerusalem, nói về Do Thái, thì có một người bình luận là: sao mà rành lịch sử của nước ngoài quá vậy? Sao mà không nói lịch sử của Việt Nam đi? Tôi đành phải trả lời là một người không thể làm hết mọi việc được. Chắc là bạn nên làm giúp cái mảng đó. Tôi muốn nói là tại sao buổi sáng hôm nay có thể có người nói: ôi, mục sư ơi, sao mà mình là người Việt Nam mà mục sư nói chuyện gì đâu xa lạ, một dân tộc đã biến mất trên thế giới rồi, rồi dân ở đâu xa lạ, không hề liên quan đến mình cả. Tôi muốn trả lời câu hỏi đó. Thưa quý vị, đây là lời của Chúa. Và Chúa nói rằng lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm. Đây là những lời dành cho người Ê-đôm, dành cho con cháu Ê-sau. Nhưng Ngài cũng dành cho chúng ta nữa. Hãy xem Hebrew nói gì. Hebrew đoạn 12 câu 16. Hãy coi chừng, đừng có ai khinh lờm như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Đề tài của tôi buổi sáng hôm nay đó là: đừng như Ê-sau mà hãy như Gia-cốp. Ê-sau đại diện cho những loại người chỉ thấy những gì trước mắt, không quan tâm tương lai như thế nào. Kinh Thánh kể lại là ông đi săn về, đói quá, nhìn thấy Gia-cốp đang nấu một cái món súp gì đó ở trên bếp. Và Ê-sau nói rằng: cho anh ăn cái thứ canh gì đỏ đỏ đó với. Gia-cốp nói rằng: được, anh bán quyền trưởng nam cho em đi. Ê-sau đã nói gì? Ôi, quyền trưởng nam mà làm gì, ăn cái đã. Và Kinh Thánh mô tả rất là đau đớn. Đến sau người khóc lóc nhưng không đổi được ý của mình đã định. Tôi không biết tôi nói đến điều này, tôi cảm thấy hơi nhột. Tôi không biết có đụng chạm đến quý ông bà anh chị em không. Nhưng mà rõ ràng là trong mỗi con người của chúng ta có hình ảnh của Ê-sau, phải không? Có những lãnh vực, có những giai đoạn, có những khía cạnh chúng ta hành xử giống như Ê-sau vậy đó. Ôi, lời Chúa mà cần gì? Sự cảnh báo của Chúa mà quan tâm làm gì? Thôi, ăn cái đã. Hay là thỏa mãn ngay bây giờ cái đã. Chuyện trước mắt cái đã.
Rất nhiều người đã nghĩ như vậy. Gia-cốp đại diện cho điều gì? Dù tâm tánh của Gia-cốp không phải là một người tốt lành, ông là một người mưu mẹo, ông là một người có một cái nhân cách không có đáng để học đâu. Nhưng mà Gia-cốp được Chúa khen vì ông nghĩ rằng nếu được cha ban quyền trưởng nam thì về sau sẽ tốt lành biết bao. Và tóm lại buổi sáng hôm nay, nếu trong chúng ta có lúc nào dấy lên, hãy tôi chỉ muốn được ngay bây giờ, sự sống đời đời không quan tâm, tương lai của tôi chẳng cần gì, thì chúng ta hãy nhớ đừng như Ê-sau mà hãy như Gia-cốp. Xin mời Thánh đứng lên. Chỉ trong vài mươi phút chúng ta không thể thấu đáo những điều trong sách Áp-đia. Hôm nay chúng ta chỉ học hai điều. Nội dung của sách Áp-đia đó là Chúa muốn ban phước cho người khiêm nhường, biết rằng mình cần Chúa. Nội dung của sách Áp-đia đó là bằng chứng không thể chối cãi của lịch sử. Chúa muốn chúng ta có tình yêu thương anh em. Chúa muốn chúng ta vâng lời của Ngài. Mỗi người hãy đối diện với Chúa. Bản chất của chúng ta nhiều lúc muốn như Ê-sau, nghĩ rằng mình không cần Chúa, nghĩ rằng mình chỉ cần những gì trước mắt này, có tiền là có tất cả, tương lai tính sau. Nhưng mà hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, một khi Ngài đã hứa, Ngài sẽ giữ lời. Sách tiên tri là một lời cảnh báo. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.